Làm cách nào để tăng dân số bây giờ? Thiệt là nan giải quá. Ba! Ủa? Chưa ngủ sao con gái? À, à, à. Con, con, con mới pha cà phê cho ba nè. Con nếm thử rồi, ngon lắm. Ba uống đi. Con làm ba ngạc nhiên đó nghe. Thường khi con cấm ba cà phê với rượu, sao bữa nay lại? À, tại vì á, con nghe tivi quảng cáo, người ta nói là cà phê sẽ khơi nguồn sáng tạo. Mà ba, thì lại đang cần sáng tạo, cho nên con pha cà phê cho ba uống. Ba uống liền đi ba, uống đi cho nóng. Được rồi, ba uống liền. Ba có mỏi vai không? Con qua massage cho ba nha. Ồ được vậy nữa hả? <laughs> Sùng sướng quá. Uhm, uhm, vậy á, thì từ hôm nay, mỗi tối á. Ngày nào con cũng sẽ qua massage cho ba. Không cần đâu con yêu. Đi giờ phòng ngủ giùm ba đi. Ba, công ty mình đang gặp khó khăn hả ba? Vậy mà con không có giúp được ba gì hết đó. Con thật là vô dụng. Thằng Tân đã nói gì với con phải không? Ừ. À, anh Tân á, ba đừng có la ảnh. Tại vì con bắt ảnh nói á. Mà ba này xấu thiệt á. Con á là con gái của ba nè. Mà ba không có kể gì cho con nghe hết á. Ba không có muốn con chia sẻ với ba hả? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu con à. Tự ba giải quyết được. Nhưng mà con muốn giúp ba một tay mà. Được rồi. Bây giờ con muốn giúp ba phải không? Ừ, ờ ờ ờ ờ ờ. Ừ, nếu con muốn giúp ba thì bây giờ con hãy đi về phòng ngủ một giấc cho thiệt ngon. Ừ. À, ba! Ba nói thiệt đó, không lẽ con gái của ba cũng giống như mọi người không tin vào năng lực của ba? Không, con tin ba chứ, con phải tin ba chứ, ba là số một mà. Tin đó, thì đi vào phòng ngủ, sáng mai thức dậy, con sẽ thấy ba tìm ra một lời giải cho bài toán khó này. Ừ, dạ. Bye bye ba. Ừ. Mà ba không được thức khuya nha bà nhớ con đi ngủ nha ừ uống hết ly cà phê này mà mà không thức tới sáng mới lạ <laughs> anh tân cái gì kể cho em nghe đi chừng nào mới tới kỳ họp cổ đông bí mật quốc gia không có nói được đi mà nói cho em biết đi từ nay đến ngày họp cổ đông còn bao nhiêu ngày nữa có lâu không anh tự nhiên hỏi chuyện này làm gì vậy tại mấy bữa nay á em thấy ngày nào á ba cũng phải thức khuya để làm việc hết á mà em không biết là ba đã nghĩ ra cách để trả lời họ chưa nữa mà em cũng không có biết là chừng nào ba mới phải trả lời họ nữa. Em lo quá à. Thôi đừng có lo. Sáu tháng nữa mới tới kỳ đại hội cổ đông. Sáu tháng? Anh, nói sao để gạt em để cho em khỏi lo phải không? Nói sao nào? Không phải năm nào à, ba em cũng dắt em ra phan thiết ở hợp đại hội cổ đông đó. Ờ... À... Không, không, không. Cái đó là đi du lịch. Em dở quá Mọi người kết hợp lại, vừa du lịch, vừa đại hội cổ đông luôn. Cái đó hình như là truyền thống của công ty rồi. Ờ, à. nếu vậy thì đúng là còn hơn 6 tháng nữa. À, anh Tân, anh Tân, anh Tân. Mà anh có nghe ba em nói là tìm được kế hoạch gì chưa? Thôi, biết một quốc gia đừng có tò mò nữa. Nói cho em biết đi. Ba em có kế hoạch gì chưa? Không có nghe, mà nghe không có nói đâu thiệt không thiệt chứ sao không được vậy thì anh đừng có trách em tại sao em mét ba cái chuyện anh lo nói chuyện với người yêu bỏ quên em trong siêu thị hơn một tiếng đồng hồ cái gì cái gì một tiếng như vậy cô 15 phút mà cô nương thì em cứ nói một tiếng á anh có ngon á thì đi vô thanh minh với ba đi coi ba tin em hay tin anh thôi được rồi anh sợ em rồi Đừng có mét với ba Để coi Anh có biết điều không đã à, Thì giờ Muốn biết gì đó thì hỏi đi Tôi thành thật cai báo cho <laughs> Vậy có phải dễ thương không Chết mình chưa Tân ơi Cậu để điều tra kỹ chưa cái tài phóng viên chết tiệt khốn kiếp nào dám viết bài tố cáo đích danh công ty ta sử dụng sữa diễm milamin của Trung Quốc hả? Em đã đến tòa soạn kiểm tra rồi, nhưng người ta không chịu nói chỉ biết rằng đây là một bài phản ảnh do chính người tiêu dùng gửi lên chỉ là phản ảnh của người tiêu dùng mà đăng cả một trang dài như vậy sao cậu đi kêu luật sư hùng tôi nhất định kiện tờ báo này ra tòa uhm, không kiện được đâu anh ơi tại sao không kiện được hả tổng biên tập có nói người viết bài đã gửi kèm bản phân tích thành phần hóa học của sữa chúng ta kèm giấy bài viết của mình và trước khi đăng tòa soạn cũng đã đem sữa chúng ta đi kiểm tra và sự thật là sữa của chúng ta có thành phần melamin cao hơn mức cho phép hợp kính nữa hả? Tôi có xem vô chuyện của hai người không? Tôi xem vô luôn nha. Có chuyện gì vậy? Tôi có thư gửi cho anh. Thư gì vậy? Thư từ chức. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có công ty nào ưu đãi cậu như ở đây đâu nha. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Không có công ty nào ưu đãi như ở đây. Nhưng mà cũng không có công ty nào nguy hiểm như ở đây hết á. Anh trả tiền đủ cho tôi chỗ bình tim không? Cậu đừng có hối hận đó Chắc chắn không hối hận Ủa bà mới hả Cho mọi đọc được không Ồ có bài với công ty mình nè Hay quá hả ha? Sắc sảo không anh Tôi viết á Bây giờ cách thì nghĩ ra rồi Nhưng mà thành hay bại Là do quyết định của Lâm Kim thôi Lâm Kim? Ủa? Mà Lâm Kim là ai? Trời ơi, Em không biết hả? Lâm Kim là một người hả? Mà ai mà quan tâm tới Kinh tế thị trường là biết ổng luôn á Ghê vậy hả? À! Người mẫu ừ, Người mẫu nói làm gì? Ổng ngoài là một chuyên gia nè Là một kỹ sư giỏi nè mà còn là một nhà kinh tế đại tài nữa Nhiều quá, nhiều quá, từ từ Một chuyên gia nè Một à, kỹ sư ừ. Rồi à, một một Cái mà... tinh, cái tinh à, cái, cái... Kinh tế, kinh tế Trời ơi, nhà kinh tế Một nhà kinh tế Trời ơi, nhiều chút quá, nhiều chút quá ừ. Trời ơi Ghê lắm á Mà Bà nghe đâu á Ông đi học ở nước ngoài về Đi du học Ừ Trời Du học Công ty nào không có, mắc gì phải là ông đó Trời ơi Nhưng mà ổng từng lập một kỳ tích à? Lấy lần Làm rung ừ. động có một giới kinh doanh luôn Trời ơi Mà kỳ tích gì? Em không biết gì luôn hả? Ổng ừ. cứu một công ty sắp phá sản Mà nợ ngập đầu luôn Vậy hả? Bây giờ trở thành một công ty giàu có ừ. Không mạnh ừ, ừ, ừ. Mà cái thương hiệu của người ta là thương hiệu nổi tiếng mà người tiêu dùng yêu thích luôn á à. em thấy ghê không giỏi vậy hả ừ thiệt không thiệt sao không thiệt trời ơi một một cái người giỏi như vậy thì nói ba mời về liền đi bổ mời là mời hả ừ. đâu dễ đâu nè cô bé cô bé à. cô tìm ai vậy dạ chú chú kêu con hả Cô đến công ty có chuyện gì không? À, 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 có, con đến tìm Không được, nếu biết mình đã lôi kéo Lâm khiêm đến công ty ba Thì người ta sẽ không cho chi bằng Tôi hỏi cô bé, cô bé có nghe không vậy? Dạ, dạ nghe Chú, chú cho con hỏi Có phải anh Lâm Kim làm việc ở đây không chú? À, đến tìm Lâm Kim hả? Ờ, à, dạ dạ à, Hiểu rồi Nhưng mà cô bé nè, cô bé không có cửa đâu Lâm Kim không có thích những cô gái ngây thơ cờ khảo đâu Ông ấy nói cái gì Không lẽ ông tưởng mình tới tỏ tình với Lâm Khiêm nói Nói trước đừng có khờ dại tìm Lâm Khiêm nha Anh ta có sức hấp dẫn lắm đó Không có cô gái nào chống lại được đâu Cô bé Đứng đây tự tưởng cái gì vậy Đợi lúc về nhà mà tự tưởng Đây là chỗ công cộng mà Chú Bộ Bộ anh Lâm Khiêm đẹp trai lắm hả chú Mà cô gái nào nhìn cũng yêu hết hả chú Ờ à, thì chẳng phải cô Cũng như ba cô gái khác hả Đem hoa đến tặng cho người ta hay sao Thôi, khôn ngoan mà tự bỏ đi ý nghĩ đó đi không thôi sẽ khổ lắm đó lâm khiêm á đa tình bay bướm lắm cô á cạnh tranh không có nổi đâu đa tình bay bướm ủa nói vậy là anh ta không đàng hoàng hả chú biết vậy là còn có thuốc chữa đó thôi về nhà đi cô bé lâm khiêm không còn làm ở đây nữa đâu ủa vậy 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 là bữa nay anh ta không đi làm hả chú anh ta đã nghỉ việc rồi à Chú không muốn cho con gặp anh Lâm Khiêm nên chú mới nói như vậy đúng không? Bộ cô tưởng tôi ở không lắm sao gạt cô? Tôi nói Lâm Khiêm nghỉ việc rồi. Cô không tin á thì đứng đó mà chờ đi. Mà nè, có chờ thì đứng sát sát vô đây, Đừng chón chỗ để khách ra vô nữa. Thấy thái độ của ông ta, ông có giống nó gạt mình. Lâm Khiêm nghỉ việc. À, đó chẳng phải là việc mà mình muốn sao? Hay quá. Thật hay giả thì mình cũng phải báo cho ba một tiếng. Đúng rồi, đúng rồi. Ba ơi, ba ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải báo cho ba biết tôi đang điều tra và phát hiện vì sao doanh số bán ra của công ty ta gần đây có dấu hiệu giảm sút đó là do người tiêu dùng gần đây rất chuộng sữa ngoại họ thường chọn các thương hiệu nổi tiếng và có uy tín trên thị trường dù cho giá rất cao có thể là vì do một loạt sự kiện sữa Trung Quốc đã bị nhiễm chất melamine cho nên là người tiêu dùng mất lòng tin với sữa nội địa của mình thêm một phần là sữa thiếu đạm nhiều quá đi cho nên ảnh hưởng đến công ty chúng ta. Nguyên nhân vậy là đã tìm ra. Vậy mọi người có ý kiến giải quyết ra sao? Làm cách nào để có thể lấy lại lòng tin từ khách hàng để họ có thể quay về với chúng ta? Theo tôi, á trong thời điểm hiện tại bây giờ, á chúng ta rất là khó lấy lại lòng của khách hàng được. Đã ảnh hưởng đến lợi phẩm và uy tín. Theo tôi, chất lượng là quan trọng nhất. Tôi cũng nghĩ đến điều này nhưng nâng cao chất lượng không phải dễ nguồn nhân lực của công ty chưa đủ lực để làm điều này mời được lâm khiêm thì tốt quá rồi nhưng đó là điều không thể <laughs> Alo, ba nghe con gái yêu. Alo, ba hả? Ba ơi, công ty mình được cứu rồi, công ty mình được cứu rồi. Anh Lâm Khiêm không còn làm ở công ty cũ nữa. Con nói gì vậy? Dạ, con nói là anh Lâm Khiêm không còn làm ở công ty cũ nữa, anh nghỉ việc rồi. Con nói Lâm Khiêm đã nghỉ việc rồi sao? Dạ, con vừa mới ở bên công ty anh nghỉ Lâm Khiêm về. Đó? Chú không, bảo vệ không, nói không. á, là anh Lâm Khiêm đã nghỉ việc rồi, mà vì sao nghỉ á, thì con không biết. Ba ba ba, Bà ơi, bà mau bắt anh ta về công ty mình đi, không thôi người ta giành mất cả bà. Nha ba. Nếu đúng Lâm Kim đã nghĩ, thì đây đúng là tin tốt lành. Ừ. ừ. Bà sẽ lập tức tìm anh ta để liên hệ. Còn thật giả thế nào thì chưa biết. Có cơ hội là ba không bỏ qua đâu. Dạ, đúng rồi. Thôi, con về ăn cơm đây. À, con, con nói là con phải về ăn cơm với vú đây. Nha ba. Bye bye ba. <laughs> nếu đúng như vậy thì ông trời giúp chúng ta rồi. Ừ, đúng rồi, đúng vậy. tôi sẽ nhất định mời cho được Lâm Kim về đây. <laughs> ừ, đúng rồi. Ừ. Lâm Kim là số một. các công ty cứ liên tục trả hàng về, cứ cái đà này á, sớm muộn công ty cũng phá sản thôi. mọi người mau nghĩ cách đi chứ. thừa giám đốc hay là ta tổ chức chương trình khuyến mại lớn để kích thích người tiêu dùng cách này chỉ là chữa lửa tạm thời mà thôi. Cứ khuyến mãi như vậy thì sẽ không cầm cự được bao lâu đâu. Vậy hay là ta nhờ công ty quảng cáo? Bia lại tên tuổi. Nói gì thì nói. Cách của mọi người đều cũ rồi, đã sử dụng hết rồi. Trong hoàn cảnh, người tiêu dùng đã mất lòng tới với sản phẩm nội địa. Nếu như không chịu thay đổi, thì không thể nào cạnh tranh nổi đâu. Ngày trước, công ty Hồng Anh cũng lâm vào cảnh tương tự như công ty chúng ta ngày hôm nay. May mà có Lâm Khiêm xuất hiện. Anh ta không chỉ cứu Hồng Anh ra khỏi nguy cơ phá sản, mà còn đưa Hồng Anh thành thương hiệu lớn, được khách hàng tiêu dùng bình chọn. Anh nói điều ấy ra đây liệu có ích gì? Theo tôi nghĩ, không dễ gì kiếm được một Lâm Khiêm thứ hai đâu. Kiếm Lâm Khiêm thứ hai để làm gì? Cách tốt nhất là ra giá cao, mời thắng Lâm Khiêm về công ty của mình. Làm vậy mà coi được sao? Tin này mà đồn ra ngoài. Các công ty khác sẽ tẩy chay công ty chúng ta đó. Ai bị công khai làm gì? Đi cửa trước không được, thì đi cửa sau. Ừ. Lâm Kim á, là người có trước có sau. Mua anh ta không có dễ đâu. Theo tôi, công ty chúng ta có thể trả lương cao gấp đôi, thậm chí gấp ba công ty Hồng Anh. Tôi nghĩ là mình không thể không mua nổi anh ta đâu. Vấn đề ở đây, không phải có tiền là mua gì cũng được đâu. Thôi được rồi. Uhm, thôi được rồi. Mọi người đừng tranh cãi nhau nữa. Cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây. Thắng, ở lại nghe. sao lại có chuyện tình cờ như vậy? liệu cái tin nhắn này có đáng tin cậy không, hà giám đốc? dù mức độ tin cậy chỉ là một phần trăm thôi, tôi phải thuyết phục công để phong phú tiếp cận lâm kim. Uhm, cậu mau ra bảo tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn đi trước họ một bước. Dạ. alo ờ à... alo ừ tự anh đó hả dạ con nghe ạ à. con đang ở trường à dạ ừ con có rảnh không con rảnh có gì không ba rồi vậy thì con cứ ở trường năm phút nữa ba sẽ tới đón con nghe dạ tôi ngưỡng mộ bạn thiệt á phải không Trời hôm nay nóng quá và Lại còn học giỏi nữa Làm tôi ganh tị quá à. <laughs> Đúng rồi Về nhà <cười> <cười> Thôi mẹ ơi mẹ đừng có mơ không, không có, có đụng giờ đổ được đổ đâu Thầy <laughs> Dạ em, cho dạ, thầy em thầy chào thầy à. em. em chào thầy Thầy đã xem bài làm của em chưa ạ à? à thầy đã xem rồi Rất hay, rất sáng tạo Dạ Tuy còn một vài chỗ phải chỉnh sửa nữa Thầy cũng được lắm dạ em cảm ơn thầy em về ạ à. con gái á thi đậu vào đại học bách khoa lại là khó học giỏi lại càng khó hơn nữa về em đã làm được điều đó thầy hãnh diện lắm dạ em cảm ơn thầy chào thầy chào dạ. em dạ chúc yeah. mừng nha ừ. ê bà mình tới đón rồi mình về nha ờ à, ờ tôi ganh tị với bà quá đi vì đâu mà vừa đẹp học giỏi, nhà giàu nữa, sao bao nhiêu cái tốt đẹp trên đời này đều dồn hết mình bà vậy? Tôi không được biết nào hết trơn á. Trời ơi, mất mới gì ganh tị với tôi, còn nhiều người ganh tị với bạn lắm đó. Uh, dạ chào, chào bà. bác cháu. Dạ. Thôi đừng giỡn nữa mà, mình về nha. Bye bye. Uh, mình bye đi bye. bye bye. Dạ con chào, chào bác. Bác. Cháu. bác đi nghe. Dạ con chào bác. Chảnh thiệt. Nhưng cũng phải thôi, người đẹp có quyền chảnh. Ừ. <laughs> Ngài giám đốc bận rộn như vậy Mà đích thân đến tận trước cổng trường đón con gái Chuyện không bình thường chút nào cả <laughs> Lại móc béo nữa rồi Lâu lâu rảnh đó con gái đi ăn không được sao Con không tin Nhất là sự việc của công ty Chưa giải quyết xong Chắc hẳn là bà đang có việc Muốn cô con gái này giúp đúng không ừ. Ừ. <cười> <cười> Cô chủ thiệt là thông minh Có sự hiểu biết hơn người Ông chủ ơi hay là mình nói thẳng vô vấn đề luôn đi ừ. ừ. Thật ra không có gì nghiêm trọng. Bà muốn nhờ con thuyết phục một người. Đơn giản thôi. Ừ. Nếu là chuyện đơn giản thì ba không đời nào nhờ đến cô con gái tài năng của ba hết. <laughs> Vấn đề ở chỗ á, con người này không dễ thuyết phục chút nào. Ai mà cao ngạo vậy ba? Có cỡ ở tổng thống không? Anh ta không phải là tổng thống, chỉ là một kỹ sư thôi. Anh ta là người có tài năng trong lãnh vực sữa và đã lập đất kỳ tích nên ba muốn nhờ tài năng của con thuyết phục anh ta về làm ở công ty của mình tưởng chuyện gì chị nhỏ con sẽ giúp ba thắng dạ cậu hẹn anh ta đi dạ à em quên nói với anh là cái ông Lâm Khiêm này á, ông không có thói quen bắt máy số của người lạ đâu anh ơi. Ừ, tôi biết rồi, để tôi. Anh ta có số của tôi mà. Dạ. Yeah. Chảnh dữ vậy sao ta? Ừ. Chắc là phải tìm tới tận nhà thôi. Ba, Ừ. Con nghĩ là không cần thiết phải làm như vậy đâu Chúng ta không cần phải đi năn nỉ một người cao ngạo như anh ấy Đúng không? Con đã có hướng giải quyết Giúp công ty ba Con có cách thiệt sao? Ừ. <laughs> Để con một bàn thịnh soạn đi Con sẽ nói cho <laughs> à, Được thôi Thắng, tôi giao chuyện này cho cậu Dạ Anh cứ yên tâm đi Em nhất định sẽ làm cho cô chủ vừa lòng đó <laughs> Được lắm, Lâm Kim Cậu chơi càng ngày càng không đổ đó Bí quyết nào giúp cậu có thể Tuyệt vời trên mọi mặt vậy Cậu có thể bật mí cho tôi hỏi không Đó là hai chữ nhiệt tình và hết mình Vậy thôi, chỉ vậy thôi hả Ừ, vậy thôi <laughs> Tôi thiệt ngưỡng mộ anh Chẳng hay anh Nếu mà có hứng chơi dài dáng á Thì cỡ nào Lâm Kim cũng sẵn sàng Còn muốn bàn chuyện hợp tác á Thì thôi Tôi không muốn bị làm phiền trong lúc thư giãn, ha? Nhưng thú thiệt, tôi tìm anh khó quá, nên... Nên mới ra đây tìm chứ gì? <cười> <cười> anh có biết là tuần rồi tôi từ chối biết bao nhiêu lời mời hợp tác không? Mỏi miệng lắm. Ừ? Đó là gì họ chưa hiểu hết cái chuyện của anh. Nếu anh về cộng tác với công ty của tôi á, tôi hứa sẽ... Hứa sẽ sẽ cái gì cũng vậy thôi à. <laughs> thôi nha, đừng có làm phiền tôi. Câu trả lời đã có rồi. Ừ không cần phải nhọc con vô ích ừ ừ ba 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 kể con nghe đi ba đã dụ được anh lâm khiêm về công ty mình chưa ba ừ. vẫn chưa con gái à nhưng mà con nói cho ba nghe coi sao bữa đó con gan quá vậy dám một mình chạy đến gặp Lâm Khiêm hả? Hôm đó hả? Con đâu có đi một mình đâu. Con dụ anh Tân chở con tới nhà sách ở gần đó. Thừa cơ hội, lúc ảnh không để ý, con chuồn ra ngoài. Con càng ngày càng ma mảnh. Một mình thằng Tân á, không đủ sức quản lý con rồi. Chắc có lẽ là ba phải mướn thêm vệ sĩ cho con. Thì con cũng chỉ muốn giúp đỡ cho ba thôi mà Nếu như hôm đó con không tới tìm anh Lâm Khiêm Thì làm sao mà ba biết được Bây giờ anh đã nghỉ việc ở công ty Hồng Anh rồi đúng không? Ừ. Trong <laughs> tâm mà nói á Tin tức của con cũng được việc lắm <laughs> Nhưng mà con kể cho ba nghe Nếu như lỡ bữa đó con gặp được Lâm Khiêm Thì con nói sao để thuyết phục được anh ta đây? Con nói... Còn nói Trả lương cao cho anh ta chứ gì Ờ à... Không 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 Còn không có nói vậy Anh ta là một người giàu có Tiền Không thể nào làm động lòng anh ta được Hứng. Vậy thì theo con Bây giờ phải làm sao để Lâm Khiêm động lòng Ờ ừ. 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 thì ừ con sẽ khóc <laughs> con sẽ dùng tất cả những tấm chân tình của một đứa con gái hiếu thảo muốn giúp đỡ cho ba bằng tất cả sự chân thành của con con tin là con sẽ làm động lòng được một con người tài hoa nhưng mà lạnh lùng và xấu xa <laughs> sao con lại nói lâm Kiêm xấu xa anh ta không có đàng hoàng anh ta yêu một lúc rất là nhiều những cô gái cũng may á hôm đó con không gặp được lâm khiêm không thôi á ba bị bích cửa luôn rồi hãy đưa vô ăn cơm thôi cơm chín rồi cho con mình xuống ăn đi ờ à, con chưa có đói vú ơi chưa đói cũng phải ăn ăn cho ba mày nghỉ ngơi chút à. bữa nào nhà mình cũng ăn giờ này mà con ừ, nhưng mà con muốn đợi con đợi ai sao? Ờ... Không, không, không. Không ai hết. Thôi, đừng có làm nũng nữa. Xuống ăn cơm đi. Ba cũng đói bụng lắm rồi. Ừ. Đi con. Mặc giáp vô. Đi. Ừ. Ngồi đi. Dặn sáu giờ, sao tới trễ quá vậy? Ủa, con đã làm sao vậy? À... Không, không, không có sao hết á. Chiều giờ vui cho nó uống thuốc chưa? Có, chú uống rồi. À, Hả? tới rồi, tới rồi. <laughs> con này nó làm gì vậy? <laughs> Xin mời. <laughs> một hai ba tên 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 rồi nó bài trò gì nữa nè con đâu có bài trò gì đâu tại vì dạo này á hả con thấy sức khỏe của ba suy giảm. Cho nên con cố ý đặt tất cả những món ăn dinh dưỡng này cho ba để bổ dưỡng trí não. Ba ăn đi ba. Hả? À. Một mình ba ăn hết chỗ này sao? Ờ, 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 đúng rồi, đúng rồi. Ba ăn đi, ba ăn đi. Trời ơi, ăn hết chỗ này chắc chết quá, Du ơi. Chết gì ăn, không. ăn thôi ăn thôi ăn thôi <laughs> hồi chiều chú có cho uống lộn thuốc không vậy đâu có ba ăn đi chú à, à, ăn à, ăn à. đi ăn à, à, ăn ba ăn đi ba, ba ăn đi à, ăn cái gì trước à. bây giờ ăn cái gì trước đây ba ăn đi ba ờ à, cảm ơn con Vú ăn đi chú à, ăn ăn vũ ăn à, vú ăn để, để vú ăn mà à. ăn cái gì trước bây giờ giờ này tại sao mà không thấy ai về hết trơn vậy mời bà chủ ăn trái cây trời chưa ăn cơm mà ăn trái cây cái gì chứ dạ tại tối mà trễ sợ bà chủ chưa ăn cơm sợ bà chủ đói nên gọt trái cây cho bà chủ ăn đỡ mà trái cây này ngọt lắm nên không có đau bao tử đâu bà chủ đừng có lo được rồi cảm ơn chị Xoài này đúng là xoài cát quả lọc chánh tông nè. Dạ. Ngọt đậm đà lắm. Dạ. Mai chị đi chợ đó mua thêm vài ký để dành. Ít bữa con Trang Đài nó về, nó thích ăn xoài lắm. Dạ. Dạ. À, vậy là cô Trang Đài sắp về hả bà chủ? Ừ. Chắc là ông chủ với cô Tử Anh về. Để tôi ra mở ừ. cửa nha. Dạ, mời ông chủ <laughs> với cô vô. Thưa má, cô mới đi học về. Ừ. Sao về trễ vậy ông? Ba <laughs> bà ừ? Ba tới cách của con có lưỡng toàn kỳ mỹ không? <laughs> lưỡng toàn thì có lưỡng toàn Nhưng mà không có tính khả thi chút nào hết Sao lại không khả thi? Hừm. Đợi tới luận án tốt nghiệp của con xong á Chắc công ty của ba phá sản quá Nước xa không có cứu được lửa gần Trước mắt bây giờ Chắc phải giờ vào Lâm Kim thôi Còn khi nào luận án của con xong Từ từ tính Vậy là ba không tin vào năng lực của con đúng không? Về tới nhà rồi Làm ơn dẹp bỏ cái chuyện công ty giùm tôi một cái đi Bộ hôm nay ông rảnh hay sao mà ông rước con vậy? <laughs> Má Hôm nay á Ba không những rước con Mà còn đãi con một bữa ăn thịnh soạn luôn Trời ơi nói vậy là cha con mấy người no đủ rồi hả? Dạ Ổn công tôi nhịn đói chờ cơm mọi người Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Đói thì ăn trước đi Chờ đợi làm cái gì? Ba, như vậy mới tình cảm, mới lãng mạn chứ, đúng không má? Dạ cả rồi. Đâu phải vợ chồng son đâu mà cứ lãng mạn. Bà không nghe người ta nói hả? Gừng càng già càng cay. Nếu bà no rồi con với má xuống ăn cơm đi. Hả? Ủa, không phải là con mới đi ăn với ba hay sao mà giờ rồi ăn nữa? Ờ, thì hồi nãy con ăn chút thôi, giờ con ăn chút nữa cho má vui. <cười> <cười> nghe cái giọng của ổng á, tao no rồi, ăn không nổi nữa. Má, Má đừng có giận ba mà Tại hôm nay ba có chuyện bực ở công ty Nên vậy thôi Hả? Ai mà thèm giận Già rồi ừ. chứ bộ vợ chồng son sao Vậy thì thôi Ba má ở lại tranh cãi đi Con lên lầu tắm đi Con nực nổi quá à Ba Ý? Ừ. Bộ ở công ty ông có chuyện gì hả Ờ thì Cũng có chút việc nhưng mà giải quyết xong rồi bà đừng bận tâm ừ làm cái gì cũng từ từ để lại cái đức đừng có háo thắng quá không có tốt đâu ừ. bà để yên cho tôi nghĩ chút xíu coi cứ lãi nhãi hoài thôi ông không nói thì thôi vợ chồng con trang đài á mới gọi điện cho tôi biết á là tháng sau tụi nó về nước đó tôi biết rồi ủa nó cũng gọi cho ông rồi hả không phải là tôi kêu nó về đó ông kêu nó về có chuyện gì không à, trời ơi đã nói để yên một chút xíu coi cứ nói hoài à không mỏi miệng hả không nói thì thôi lát tôi gọi cho con trang đài nó cũng nói à, à. đây đây là quà cho mấy cưng đây của em nè từ từ nha cảm ơn chú đây cho, cho đi chơi nè rồi chú cưng là... nè nè <laughs> chú <Tù> con nè <cười> <cười> ừ. cái gì con có rồi để cho bạn khác nữa nè chú con nè <laughs> a di đà phật dạ mời chú chủ cô. qua đây ngồi nói chuyện với tôi một lát dạ <laughs> mời thí chủ ngồi dạ Dạ mời sư cô thí chủ ngồi đi Sự thật có phải như lời các em đã nói Với thi chủ có đúng như vậy không Dạ đúng Nam Mô A Di Đà Phật thiện tai thiện tai Cầu mong cho thí chủ mau mau kiếm được việc làm Trời ơi tưởng chuyện gì sư cô đừng có lo Bây giờ giống như là đang nghỉ mát vậy đó Mai mốt cũng có việc làm mà Không có sao hết đó Giống như mình có thời gian để mình vô đây mình chơi với mấy em đó mà à sư cô con có đem uh, ít gạo với lại uh, ít quà cho mấy em á thi chủ thật có lòng tháng nào cũng lên đây cúng dường và tài trợ à, cho dạ. các em như vậy thay mặt các em xin cảm ơn thi chủ cũng có gì đâu đó là chúc quà chúc lòng thành cũng giống như là con muốn uh, muốn chuộc lại những cái lỗi làm mà không phải những cái lỗi mà chỉ có một lỗi thôi mà con đã gây ra trong quá khứ đó Tôi nhìn thấy thí chủ hiền lành tốt bụng như vậy Mà sao có chuyện mắc lỗi lầm trong quá khứ như vậy Đúng là con hiền lành tốt bụng thiệt Nhưng mà hồi trẻ có suy nghĩ bồng bột Con con lỡ Lỡ làm cho một cô gái Phải Phải Phải, phải, phải A-di-đà Phật Để bây giờ con phải Ân hận Tại lúc đó con mới học xong lớp 12 à. Suy nghĩ chưa có chín chắn. Khi mà cổ báo tin cho con á là là cổ có em bé thì lúc đó con sợ quá, con mới buộc miệng nói ra là kêu là ủa à, hai đứa mình mới có à, một lần à mà sao mà sao mà mà, mà có em bé được. Rồi cái á, cổ buồn quá, cổ giận cổ đi lấy chồng luôn, rồi không có để con giải thích gì hết mà không phải ý con không phải là như vậy. Ý con á là con 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 hỏi con hỏi là, là là, là tại tại sao chứ không phải là con muốn cổ đi làm cái chuyện đó mà cuối cùng cổ lại làm cái chuyện đó cái ý con không phải là muốn làm chuyện đó mà tức là cái ý của con nó rối như bây giờ vậy đó bây giờ con khổ thí chủ nhớ lại coi lúc đó con nói gì khiến cô gái tự ái đến như vậy dạ đó chỉ nói vậy thôi à rồi cổ tự ái rồi cổ đùng đùng bỏ về không một lời giả biệt đúng là thần khẩu hại sát phàm một lời nói Phật nói quả chẳng sai Dạ Ai cũng nói con như vậy hết đó cô Ai cũng nói con cái miệng hại cái thân á Cái miệng cũng chép 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 Nhưng mà cái lòng con tốt lắm Mà chuyện xảy ra đã 10 năm rồi Mà con thấy như là hôm qua vậy đó Cho nên á Con cũng còn dây dứt cho tới bây giờ luôn á Phải chi á Là cái năm đó con đừng có vô tình mà buộc miệng ra Là là Đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không cô Là con của con á Bây giờ cũng phải Lớn lớn rồi đó Đức Phật Rất từ bi hỷ xã Chuyện xảy ra không phải là do con cố tâm Nên được Phật rộng lòng tha thứ Con á, thì không có tha thứ cho bản thân mình được Mà nhiều khi cậu cũng không tha thứ được Nếu mà cậu tha thứ được cậu đâu có đi lấy chồng đâu Cho nên á là cứ rảnh là con hay tới đây làm từ thiện Con tới chơi với mấy em nhỏ cho cái đầu óc nó bớt căng thẳng á Giống như là... là ừ. Đây nè, từ từ nha con, đây đây cho con nè dạ, cảm ơn Ủa rồi con có chưa Ồ, con, con, con. Cái chú đó đó cô Chú đó có hay tới đây không Cái chú cũng nít quá ha Từ khi trung tâm này thành lập đến giờ Thi chủ đó luôn là tài trợ chính Không chỉ về mặt vật chất Mà lẫn về tinh thần Vậy hả Thi chủ đó đã cho bọn nhỏ Tình thương ấm áp của một người cha Trên đời này hiếm mà Có được một người nào tốt như ông ấy Cậu biết không cho dù đêm hôm khuya khoắt, có mưa gió như thế nào đi nữa. Chỉ cần nghe thấy bọn trẻ nó bị bệnh, là thi chủ ấy tới liền. Không chỉ ở trung tâm này, mà nơi nào cần có sự giúp đỡ, là thi chủ ấy có mặt ngay. Ây da, tự nhiên cô thấy ù tai quá. Cô nói chuyện như người khác mà giống đá xoáy về con quá. Ơi, à, con, con xin lỗi, con... Cái thần khẩu con nó hại... Cái cái, cái khẩu... cái Cái... Đó đó, nói chung là cái khẩu của con nó hại cái thân con dữ lắm. Ủa cô cô, cái chú đó làm nhiều việc từ thiện như vậy mà sao con không thấy báo chí nhắc gì tới hết đó, đó là sự khác biệt của thí chủ đó với những người khác. Vậy hả? Ông ta làm từ thiện bằng tâm thiện chứ không phải vì danh lợi đâu. Không thích mọi người làm rùm beng, không thích nhắc tên mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ây da con uổng tài lần hai nữa. À, con tự nhiên con thấy ngưỡng mộ chú đó quá. À, cô cô giờ cô muốn làm quen với chú đó giờ sao cô? Thi chủ đó đã công hiến, đã làm biết bao nhiêu việc cho trung tâm. vậy mà khi thi chủ đó gặp điều khó thì trung tâm lại chẳng giúp được gì. Ủa chú đó có khó khăn á cô? Dạ. chú đó khó khăn gì cô có nói cho con đi, con giải quyết, con giải quyết được hết á. Thi chủ ấy giấu nhưng tình cờ một lần cô nghe đài, cô biết được. Đây, cái nào của con nè ha. Ủa, con có chưa? Cô, 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 hay cô giới thiệu cho con làm quen với chú đó đi. Ừ. <laughs> Thôi đấy, con tự làm quen luôn cho, xin phép. <laughs> Rồi, từ từ nghe con. Rồi, từ từ. Đây, của con nè. Đó, giỏi. À, sao? À, Dì, chào chú. À, Lý à, à, à. Dạ không, con không có xin quà. À? Thì con à, con à con chào chú uh, uh. dạ con xin phép uh, hơi đừng động một tí uh. dạ con uh, con muốn làm quen với chú um. dạ tại vì uh, con con ngưỡng mộ chú thôi thấy chú làm từ thiện nên uh, con ngưỡng mộ nên con tới đây để uh, làm quen dạ chú dạ nếu mà chú gặp khó khăn á uh, dạ con gửi cho chú uh, cái càng visit này nè chú chú có chuyện gì á uh, gọi điện thoại cho con bất cứ lúc nào chú uh, là được ưu tiên á uh, nha không phải ai cũng được đâu nha Dạ bất cứ lúc nào cũng có mặt gì chú Dạ Dạ à, thôi con nói vậy là xong rồi Con xin à, phép chú con đi à, Dạ Cảm ơn chú à, Dạ Ờ à, à, quên Dạ con chào chú Dạ à, à, Dạ 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 <laughs> <Để> chào chú Dạ <laughs> chào sư cô Chào thí chủ Lâm Kim Anh ta là Lâm Kim Là người mình đang cần gặp hay sao công việc tôi giao các phòng ban triển khai thực hiện đến đâu rồi dạ thưa anh dù đã cố gắng nỗ lực hết sức phòng kinh doanh vẫn không có cách nào đưa dân số tiến lên tôi biết rồi còn bên phân xưởng sản xuất thì sao phòng nhân sự có tạm ứng đủ lương cho anh em công nhân không dạ thưa chủ tịch thì theo lệnh của anh em đã tạm ứng đủ lương cho tất cả anh em rồi nhưng nhưng sao cứ trong tình trạng trì trệ mà như thế này á em xin chủ tịch là sa thải bớt một số công nhân đi để giảm nhẹ gánh nặng cho công ty chúng ta không được một công nhân cũng không được sa thải họ toàn là những người thợ lành nghề họ đã gắn bó lâu năm với công ty dạ em hiểu rồi còn phòng nhân sự thì sao dạ em đã nhiều lần gọi điện nhưng mà Lâm Kim không có một lần bất máy cả tuần nay dường như anh ta biến mất khỏi Sài Gòn mà em đã đích thân đến tận nhà cũng không gặp chắc là đang mãi mê cặp kè với cô nào rồi. Chị Sang nói đúng đó. Ờ, à, tìm Lâm Khiêm đã khó. Mà bây giờ mình thuyết phục anh ta về làm cho công ty chúng ta càng khó hơn nữa chưa ta Tà. Ờ, hay là mình kiếm cách khác đi. Cách thì cứ nghĩ. Chỉ có điều hiện tại, ngoài cách này ra, tôi không tìm thấy cách nào có tính khả thi hơn. Nghe đầu muốn lôi kéo Lâm Khiêm. Không chỉ có công ty mình đâu, mà còn nhiều công ty khác nữa. Trong đó có công ty thành danh. Mà cái công ty hát ám này, y như là quan gia kiếp trước của mình, thôi mọi người đừng có lạc đề nữa tập trung vào vấn đề chính đi bên phòng nhân sự không cần phải gọi điện cho lâm khiêm nữa tôi đã hẹn được với anh ta rồi chủ tịch đã hẹn được với lâm khiêm anh ta đã đồng ý rồi sao chủ tịch chuyện này còn tùy thuộc vào cuộc nói chuyện giữa tôi và lâm khiêm vào sáng mai nhưng chỉ ít ra chúng ta cũng có một cơ hội chủ tịch của chúng ta giỏi lắm chắc chắn sẽ thuyết phục được lâm khiêm cũng không nên kỳ vọng nhiều vào tôi tuy nhiên vì công ty Tôi sẽ cố gắng hết sức. <laughs> Thế là bất minh à. Cái gã làm kim lấu cá này á, gọi điện thoại có bao giờ chỉ bắt máy hết á. Tính cách của ông Lâm Kim á, từ trước tới giờ, đối xử với ai cũng vậy hết. Giám đốc bực mình chi cho nó mệt. Đợi lý tại về nước á, có khi mình không cần tới hắn nữa. Vậy khi nào thì cậu chủ về nước? Hai tuần nữa. alo sao tám giờ sáng mai lâm khiêm gặp nhật phong được 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 để tôi tự giải quyết đúng là quan gia ngõ hẹp cái gai nhật phong từ thời trung học tới bây giờ á cái gì á hắn cũng đi trước một bước vậy là sao giám đốc yên tâm đi em sẽ có cách ngăn không cho nhật phong tiếp cận với lâm khiêm đâu 8 giờ sáng mai họ gặp nhau đó con ăn được không em sẽ có cách giám đốc yên tâm đi em sẽ ngăn được ừ vậy vụ này á tôi giao cho cậu nghe Sao giống tiếng của mình quá vậy ta? Sao nó không chạy ta? Bỏ pin rồi mà. Có năng lượng rồi, tại sao không chạy? À. Sếp! Cái gì đây? nhìn sếp như hot boy vậy <laughs> thiệt luôn á nhìn sếp như hot boy luôn á nhìn sếp đang mặc bánh bao nhìn như trai tân chưa vợ kìa sếp đúng là hot boy luôn á lần đầu tiên gặp mặt người ta phải ra vẻ một chút lâm Kim là dân ăn chơi sành điệu là ngày quá cậu ta không thích đâu dạ đây em cầm cho chổi hai, hai chai rượu mới mua hết sếp chứ sao nhìn đẹp quá à uống vô là bay sấy luôn á phải nhờ người lục tung cả thành phố mới mua được hai chai rượu này đó ngay đầu đây là thứ rượu mà Lâm Khiêm thích uống nhất Trời ơi, Công nhận làm người như Lâm Khiêm đã thiệt chứ Hết giai nhân này tới giai nhân kia đeo đuổi Trời hết công ty này tới Công ty kia săn đuổi Trời em chỉ cần một chút xíu Một chút xíu của ổng thôi là em đã luôn á Không biết là được săn đuổi hay là bị săn đuổi đây Ở đời cái gì cũng nên vừa phải thôi Quá cũng chưa chắc đã tốt Mà ông Lâm Khiêm này cũng lạ ha sếp Thí dụ như chuyện làm ăn thì ta bàn công ty đi Tự nhiên rủ ra nhà riêng chi không hiểu luôn á Có lẽ anh ta muốn thông qua cuộc sống riêng của tôi để hiểu thêm con người của tôi. À. Alo. Dạ, tôi là Nam, là trợ lý của kỹ sư Lâm Khiêm. Xin hỏi, ông có phải là Nhật Phong, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty sữa Phong Phú không? Là tôi đây ạ. À, dạ thưa ông, đúng như lịch hẹn sáng nay thì ông Lâm Khiêm sẽ đến nhà gặp ông. Nhưng vì đột nhiên mẹ của ông ấy bị bệnh, nên phải đưa đi cấp cứu. Vì vậy mà ông ấy không thể đến gặp ông được. Và nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến ông. Và mong ông thông cảm bỏ qua cho. Cái sự việc xảy ra ngoài ý muốn sáng nay. Không sao. Nhưng mẹ của anh Lâm khi bị bệnh gì? Có nghiêm trọng lắm hay không? Tôi có thể đến thăm bác được không? À, à, dạ, nếu được như vậy thì còn gì bằng? Ông có thể tới Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Khi đến nơi, á, đó... ông hãy gọi liên lạc số này cho tôi vì ông lâm khiêm không muốn bị làm phiền khi mẹ của ông, ông ấy đang bị bệnh mà ông ấy thì đang toàn tâm toàn lực để lo cho mẹ tôi biết rồi hẹn gặp ông ở bệnh viện nha chào ông cho tôi đến bệnh viện quốc tế minh anh dạ sao rồi một khi em đã xuất chiêu rồi giám đốc cứ yên tâm tốt nhưng nếu lỡ lát nữa Tìm không được Lâm Kim Nhật Phong lại gọi điện cho cậu Rồi nếu như Ông ấy điều tra thì Làm sao mà điều tra được Không bao giờ ừ. Nè Ha ừ. <laughs> Làm tốt lắm Ông Lâm Kim á ổng là người rất khó tính và cao ngạo Ngay cái lần đầu tiên á Ai mà thất hẹn với ổng rồi á Thì sẽ không có cơ hội hẹn lại lần thứ hai Được Cậu mau tìm cách hẹn gặp lâm kim cho tôi càng sớm càng tốt anh cứ ở đó chờ tin của em anh yên tâm đi ừ. thôi em chào anh em về phòng làm việc Người ta đang có hứng để làm việc mà tự nhiên phá đám. Bực bội. Ai vậy? Ai vậy? Phá chuông hả? Phá chuông cái gì? Hả? Nếu mà đã sớm thì người ta đâu có bấm chuông nhiều. Phá chuông nhà người ta còn lý sự. Cháu à! Hả? Cháu đi vô nói với lại chú Nhật Phong là có... Chú, à không Có anh tính tiền Cháu nào giờ? Đang nói chuyện với ai á? Chú đang nói chuyện với cháu đó Cháu người làm đó Cái gì? Anh nói ai là người làm hả? Hả 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 hả? Hả hả cái gì? Hả? Đừng có tưởng là người làm trong nhà cao cửa rộng là cô muốn nói gì Cô nói nha, sức chịu đựng của tôi nó có hạn nha Cô đi vô nói với B... chủ của cô á Có tôi cần tìm Im B... Chủ nào mà chủ? Tôi là tiểu thư nhà này biết không? Tiểu thư đường phố, tiểu thư con nhà ở thì có Hả? hả? từ xưa tới giờ chưa có ai mà nói chuyện với tôi như vậy đó cỡ cô mà làm người ở nhà tôi á tôi quýnh một ngày tám nhát nha 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 im ngay anh là ai hả hả im ngay cô là ai hả người ở mà láo hả bây giờ đi vô đi vô nói với chú nhật phong là là có anh tới tìm ha chịu đừng hết nổi rồi đó chú nhật phong Nắng nào qua. ba tôi không ở nhà ba cái gì mà ba tôi đâu có tìm ba cô tôi tìm chú nhật phong chú nhật phong là ba tôi mà ba tôi thì không ở nhà được chưa vì đại cuộc hôm nay đã đường không coi bây giờ anh nói với em một lần nữa anh không chấp những cái người không được bình thường nha em anh không ngờ là chú nhật phong có thể tuyển một cái đứa tâm thần vô làm người ở anh không trách chú nhật phong bởi vì chú thương người đi, chú nhật phong lượm em ở ngoài bô rác đem về được chưa im đi tìm cái tôi đã nói tôi là tiểu thư nhà này anh nghe chưa tiểu thư rồi cũng được tiểu, 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 tiểu thư bây giờ tiểu thư làm ơn đi vô nói với chú nhật phong là có có anh đẹp trai dịu dàng duyên dáng lãng tự phong lưu đa tình tới tìm nói đi 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 bây giờ sao hả bây giờ tôi đi về nè rồi 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 tạm biệt anh về ngay ờ à, được rồi ờ à, tôi đi về cái chưa đừng trách là tại sao nghe chưa nhắn với chú nhật phong là có anh lâm Kim tới tìm mà chắc là cỡ cô không ừ. nhắn được đâu vì cô đừng khoan. lắm khoan 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 khoan. khoan 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 cái gì anh tên đi đừng có không năn nỉ tôi anh nói anh tên gì anh tên Lâm Kim Anh Lâm Kim hả? Trời ơi, em biết anh đó Trời anh là anh Lâm Kim hả? Anh Lâm Kim hả? Ủa em, em biết anh luôn hả? Biết chứ, trời anh Lâm Kim Anh Tôi là một nổi tiếng tài, như vậy tài. sao? anh là một người nổi tiếng Nhìn cũng được lắm á Con nhỏ này biết định, dễ sợ Biết sao không? Người ta còn khen anh á Là người vừa cao ngạo, vừa kiêu căng, vừa đáng ghét, vừa hách dịch nữa. Bậy bậy nè Cái đó là người ta tự phong cho anh thôi anh không có muốn như vậy đâu mà nhiều lúc á, anh mệt mỏi vì cái sự nổi tiếng của mình lắm ra đường dạ? là con gái cỡ như cháu á theo nùm nụp nùm nụp xếp hàng mà không có cửa luôn á ủa quên 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 cái gì cô á là không có cửa nó chạy với tôi đâu á cô biết cô làm cái gì không thôi tôi đi về ê khoan 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 anh lâm Kim cái anh gì? lâm Kim <laughs> vất vả lắm ba em mới hẹn được anh tới đây tìm <laughs> mà ba em nói á là bây giờ ba em đang rất là cần anh ba em đang cần chiêu dụ anh về công ty nếu mà không làm được á thì ba em rất có thể sẽ phá sản mình phải nền ảnh phải nền ảnh thôi đúng rồi anh làm kia đẹp trai trời ơi con nhỏ này đọc <laughs> thoại nội tâm cái gì mà lâu dữ vậy ta dạ chào cô tôi có thể giúp được gì cho ông ờ uh tôi muốn tìm một bệnh nhân vừa được đưa về đây cấp cứu xin lỗi ông cho biết tên à tôi không biết tên bệnh nhân chỉ biết bà ấy là mẹ của anh lâm khiêm á ở đây chúng tôi chỉ quản lý bệnh nhân chứ không quản lý người nhà của bệnh nhân à, cảm ơn cô tôi sẽ tự đi tìm dạ chào ông người ở đâu mình lẩm cảm quá không biết tôi nói cho cô biết nha tôi không có thời gian nói chuyện yeah. với cô nha tôi nói là cho dù Ui. chú nhật phong có là ba cuốn cô Ui. đi chăng nữa tôi đã cho cơ hội rồi bây giờ chú không có ở nhà là tôi đi về Quang. cái gì nữa em em nói là ba 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 của em ba ba em đâu có nói là ba của em không ở nhà đâu cái ba, gì ba ba của em ba của em ba của em biết là mà anh tới cho nên ba của em đi mua bánh đã anh rồi cái gì em đâu có nói là ba em không có ở nhà đâu rồi ba em đi mua bánh đãi anh rồi là sao rốt cuộc là có ở trong nhà hay không là không có trong nhà có có ở trong nhà sao đi mua bánh được thì 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 thì, thì 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 em nghĩ ra nghĩ ra cái gì tôi có phải là con nít đâu mà ăn bánh hả tôi không có nhiều còn ăn bánh đâu tôi không có chết đói bánh mình ăn anh đâu có ăn vậy thôi nha ê à, khoan vậy, con nhỏ này em em nói là ba ba em đi mua đồ đãi anh chứ mua bánh hay không hay mua cái gì em đâu có biết bây giờ sao bây giờ là có ở nhà hay là không có ở nhà bây giờ bây giờ à được rồi bây giờ em sẽ mở cửa mời anh vô nhà chờ ba trời ơi sao bây giờ không nói cái con nhỏ này rồi được rồi <laughs> em đi vô anh lấy chìa khóa mở đó cửa em biết tay anh em mở cửa đi vậy nha vậy nha mở vậy nha đi. đứng 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 chờ nha đứng chờ nha à, được rồi đừng có đi đâu nha được không được di chuyển nha đứng im đứng im đứng im đứng im được chưa rồi đi nha đi nha được rồi đi 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 chết rồi chết rồi trời ơi ba ơi là ba bây giờ làm sao đây ta gọi điện cho ba gọi điện cho ba à, gọi điện cho ba gọi điện cho ba bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc cái gì được. sao kỳ vậy, sao quý không liên lạc được? trời, hả? cái tình thấy nguy hiểm như thế này mà ba có thể không nghe điện thoại hả? trời, ơi! ba ơi là ba, vậy phải làm sao đây? mà sao ba kỳ ghê á? mà khi ba chu đáo lắm mà ta, sao hôm nay hẹn anh Lâm Kim rồi mà sao ba không về ta? chết rồi, vậy làm sao đây? á, à, chắc là ba đang về, phải tìm cách quản minh mới được, phải giữ cho anh Lâm Kim lại đúng rồi. mở cửa cho anh Lâm Kim vô nhà, có đáng tin không? Được được, anh Lâm Kim là một kỹ sư lớn mà. Được được, mở cửa cho anh Lâm Kim vô nhà. Chìa khóa. Chết rồi. Vú đi chợ. Mà vú đi chợ là sẽ khóa cửa. Mà khóa cửa rồi là vú sẽ mang chìa khóa đi. Thôi chết rồi, chết nữa rồi. Làm sao đây? À, phải dùng cái quản binh nữa thôi. À, anh Lâm Kim. Mở cửa cho anh đi em, mở cửa cho anh đi em. <laughs> em tìm chìa khóa rồi à, mà không có thấy. Ba, cứu cô làm sao cô giữ được bình tĩnh với con nhỏ này đây Hít thở hít thở hít thở tôi <laughs> muốn chọc cô tức chết hay sao đây hả bây giờ không có chìa khóa thì cô la lên là không có chìa khóa để tôi đi về với cô bắt tôi đứng đây rồi đen xạo cái làn da của tôi rồi làm sao Quang! Em, em 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 không có chọc anh mà tại vì em, em có chìa khóa ở đâu rồi không có tìm thấy Cất chìa khóa rồi bây giờ có ai giữ chìa khóa hay không Vũ em có, Vũ em có chìa khóa Thôi bây giờ cô chạy vô nói bà Vũ lấy chìa ờ. khóa đi Ờ vậy anh chờ chút nha à. Ê không khoan Cái gì? Vũ đi chờ rồi <laughs> À cô ơi Cô làm ơn cho tôi hỏi uh, Bệnh nhân uh, mẹ của anh lâm khiêm á xin lỗi anh tôi đang rất bận không thể trả lời anh được nếu muốn biết thông tin về bệnh nhân vui lòng đến bàn chỉ dẫn hỏi giùm tôi chào anh dạ. bàn hướng dẫn Bàn hướng dẫn ở đâu à chắc là lối này ê ê à. anh nói lại rồi trời ơi đừng có làm như vậy trời ơi em lấy ghế cho anh ngồi mà khỏi khỏi em nói trời rồi, ơi em phải lấy cái bệnh nhảy cổng tự tử hả đừng trời ơi ê à. à. Em làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Chưa chắc! Đẩy sát vô đây! Đẩy sát vô đây để anh giữ cho! Trời ơi! Đẩy sát vô! Rồi! Giữ! Xác giữ! Nữa, giữ! Sát nữa! Sát nữa! Ngón tay em chưa tới! Nè! Nó không chắc nè! Em đập đầu em chết thì sao? Rồi! 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 Chắc chưa? Đó, chắc chưa? Chắc, 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 chắc chưa? Chắc nha! Em leo đây! Từ từ nha! Em Em ơi! Từ từ! Trời ơi! Hey, Ủa hey. Ủa mà! À, à. Em đang đây làm cái gì? Chết rồi, cái ghế ở dưới, giờ sao đây? Leo xuống lại, leo xuống lại em, từ từ em, mới, em mới từ từ em ơi, em ơi từ từ Lấy ghế, Hả? lên 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 Cẩn thận <laughs> Em ơi, khoan, anh có cách này nè Khoan khoan em ơi, từ từ Bây à, giờ anh nghĩ gì nè à, à. Em nên truyền cái thang ra ngoài đi, rồi anh trèo vô Anh chơi với em, thì nó khỏe hơn là em quăng cái ghế ra ngoài, đúng không? Thôi anh thông không minh quá Không có không quá. có Cách của em hay hơn Cách của em hay hơn Em là người thông minh mà Chụp ghế nè Chụp ghế Em đếm rồi, nha Rồi thấy ghế rồi Rồi bây giờ đếm 1 2 3, 3 nha Rồi đếm 1 2 3 đi Rồi đếm đi 3 2 2 đếm... Con nhỏ đi. Kêu đếm từ 1 tới 3 Đếm 1 2 là thả Rồi lỡ lớt trúng đầu trứng thừa sổ Được đảo chứ? thì sao Được chưa Được rồi Ờ ờ ờ Anh ngồi chơi nha Em ngồi đi chơi với anh nha Ê ê Mà sao Không cho anh ra xe ngồi Mà bắt anh ngồi ở đây làm chi vậy Vậy hả Hả Thôi Ngồi đây mới nói chuyện không, với mà em được Không có đâu có nhu cầu nói chuyện với em đâu Có chứ anh lên xe anh, anh chạy mất thì cầu sao? Nói chuyện với chuyện rồi, Không thôi. Rồi 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 rồi. Nói hàng rồi. Bữa nay bắt được rồi. Tại sao mà cứ lẩn nhẩn trước nhà tôi vậy? Không có bác ơi, cái hả? chuyện hồi nãy hả? là nó Là nó điên, con này nó tâm gì? hận. Không phải tôi có đâu có yêu nhau. Ai nói gì kỳ vậy? Tự nhiên sao nó ngơ vậy hả? Ủa? Hả? Ủa? Vú Hả Vú Vú gì Đúng rồi đúng rồi Không phải đâu Vú Đây là anh Lâm Kim Hả? Đây là anh Ê ê Ủa sao ra Ủa? đây được vậy Ủa à, Sao ra đây được vậy ta yeah. À thì mở cửa ra Ủa sao mở cửa được mà nãy giờ không chịu mở cửa Thì Hả Trời ơi à, Chị cô cứu à, ừ. Cô Cô Làm gì? Gì? gì Bây giờ hai người thông đồng với à. nhau đi gạt tôi đúng không vô trong Hả? Máu, mơ, Đi vô trong nói chuyện Vô trong cái gì tôi không cần nói chuyện nữa Đi vô đi, trong nói chuyện Con sợ đi vô này nói chuyện đi vô nó làm gì vậy à? cô đi vô đi. đây, đi, đi, vô đi, đây. Vô đi vô đây nói chuyện à. đi cô chết với tôi đi hai đi, đi. Đi người chết với tôi luôn vô. mà vũ cô biết không nãy giờ cái con người ở đây nè ai ủa nhà có bà vú rồi mà còn có người ở nữa hả à? nó hành hạ con nó tra tấn giả man con vũ nó, nó, nó bắt con phơi nắng nói nhỏ xíu nè à con này mà xíu cái gì à. nó là xí Xí nó gì? là tên xấu xí trời, trời ơi, ơi đừng nói vậy nó nó, nó nó là tên tên nó đẹp tên nó đẹp đó nó là ai nó là là là, là người là, ở đúng không là, là trời con ơi sao mà dung tướng một cái đứa người ở trong nhà như vậy trời ơi nó, con là con, nó, là con là con của ba đi nó 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 là con con của ông của ai con của ông á à. em nhật phong á đúng rồi tin chưa tin chưa thấy Tính không gái nhật phong chưa hả tin chưa tin Con <laughs> <Tui> làm gì <laughs> thôi giờ hai đứa ở đây nói chuyện nha dạ. để vô nấu cơm nha anh anh lại 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 ngồi đây nhanh lên em ơi anh có được về không không phải đợi ba em <laughs> ngồi 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 xuống Ồ. sao vậy sao vậy sao vậy đưa đây đưa đây Ồ. Ồ. hả sao vậy sao vậy sao vậy bị bị, bị sao vậy bị sao vậy à. cái này đáng ra là anh la chứ sao em la là... đứng lên đứng lên đứng lên Bà... <laughs> bao nhiêu năm dình dữ trời Bà bị bể cái đồng hồ hoài. rồi ôi chết rồi cái đồng hồ của tôi tại sao em, em em không tính là anh anh bị bể cái khác mà tính là anh bể cái đồng hồ bể rồi oh. cái gì cái gì đâm đâm chọt chọt anh vậy hả Hả? Má ơi, con có lỗi với má. Cho anh về với má đi, anh nhớ má quá. Không được. Anh không muốn ở đây nữa đâu, ở cái chỗ đau khổ này nó muốn ở đây nữa đâu. Về đây anh ngồi về xuống. đi. Anh phải ở lại đây chờ ba em về. Có điện thoại ông cho anh mượn đến gọi ba em anh cáo lỗi lần sau anh quay lại. Điện thoại để ở trong nhà mất công vô lấy quá. Thôi anh ngồi chờ ba em chút xíu đi ba em về liền á. nát rồi được phá hoại em mà khóc vậy cho anh khóc nhiều hơn em ba ơi à... anh phá của con rồi ba ơi nó phá của con rồi ba ơi ba ơi ba ơi, bà. anh sửa cho em đi anh chỉ biết về sửa cho anh đâu có biết sửa đồng hồ nhưng mà anh làm bể rồi mày, được, mày hãm hại tao, anh sẽ sửa cho em. À, sửa đi, sửa đi. Nè, nè, biết sao không? hồi nãy em ngồi em nghiên cứu kỹ rồi đồng hồ phải có pin nó mới chạy đúng không? Mình phải ráp pin okay. vô thì nó mới chạy khỏi, đúng không anh? Em khỏi cần trình bày luôn, khỏi cần trình bày. Anh sẽ sửa đồng hồ cho em. Em, nhìn bồi kia đi để anh sửa. Ít tắc hả mày? Ít tắc hả mày? Trời ơi, ui da. Vui quá, vui quá. Anh làm vui quá à. Trời bể rồi. Vui quá à.